xin chào tất cả các bạn đi nè. Bố. Thấy mặt bố vừa cười cứ hay không? Thấy thấy mặt chị em Thảo Hiền. Các bạn hãy xem một buổi trình diễn của anh Bu so do chính tôi là khán giả. Rồi anh Bu hãy diễn lại đi. Anh Bu diễn lại anh Bu. Anh Bu khùng kìa. Cắt đi. Không cắt.